Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Lâm Đồng triển khai tiêm vaccine Verocell cho người dân. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Nga tiếp tục leo thang. WHO cảnh báo cuộc chiến chống COVID-19 chưa kết thúc. Thưa quý vị, sau nhiều ngày ghi nhận những trường hợp mắc COVID-19 tại ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, vào sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 10, thành phố đã đón nhận thông tin vui trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Và sau đây chúng tôi xin chuyển tới quý vị những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh trong nước. Tính từ 18 giờ ngày mùng 5 tháng 10 đến 11 giờ ngày mùng 6 tháng 10, thành phố Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới. Về tình hình điều trị và tiêm chủng trên cả nước, theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, đã có 747.053 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Cả nước có 46.969.510 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Với sự dẫn đoàn của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Kiên Giang, đoàn xe ô tô gần 20 chiếc đã đưa gần 400 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 về đến tỉnh Kiên Giang vào chiều qua, an toàn thuận lợi theo đúng kế hoạch đề ra. Để bảo đảm an toàn và phòng chống lây nhiễm dịch bệnh cho người dân đi chung xe, sáng mùng 5 tháng 10, lực lượng y tế tỉnh Kiên Giang đã bắt đầu tổ chức tiếp nhận kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại bến xe miền Tây cho người dân về Kiên Giang, kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Qua xét nghiệm nhanh có 2 trường hợp ở huyện U Minh Thượng nghi ngờ dương tính với COVID-19 đã được đi riêng bằng xe chuyên dụng về thẳng khu điều trị ở tỉnh Kiên Giang để làm xét nghiệm PCR. Đợt 2 thì dự kiến kế hoạch là mình khoảng gần 500 người, bây giờ mình đón cũng khoảng gần 400. Tiêm tiếp nhận ở thành phố Hồ Chí Minh thì là mình test hết cho toàn bộ của người dân, mình mới đưa về đây, hướng dẫn về cái tập kết tại các huyện và cách ly y tế theo quy định. Đợt đón người dân lần này chủ yếu là phụ nữ mang thai và bà mẹ có trẻ sơ sinh, người cao tuổi, người bệnh xuất viện chưa kịp về địa phương, học sinh sinh viên về nhập học, người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi về đến Kiên Giang, người dân đã được đưa về từng địa phương nơi cư trú để cách ly y tế tại nhà theo quy định. Ở Sài Gòn em trong dịch bệnh em đã vướng mắc ở Sài Gòn mấy tháng nay rồi, thì em cũng gần xong rồi, em cũng mong muốn được về lắm. Nay tỉnh tổ chức cho về em cũng mừng lắm, về có ba mẹ chăm sóc. Cũng có rất nhiều người ở trên Sài Gòn cũng bầu như tụi em vẫn chưa được về, cũng mong cơ quan chức năng hỗ trợ giúp đỡ các bạn ở trên đó được về sớm càng tốt. Toàn bộ kinh phí tiếp nhận người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương từ khâu vận chuyển đến ăn uống trên đường đi đều được tỉnh Kiên Giang hỗ trợ. Trong đó, công ty cổ phần xe khách Phương Trang tài trợ miễn phí phương tiện để vận chuyển người dân về quê. Được biết, trong 4 ngày qua, tỉnh Kiên Giang đã đón tiếp trên 20.000 người dân do bị ảnh hưởng dịch bệnh đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ về quê chu đáo an toàn và đưa họ về cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định. Trong ngày 5 tháng 10, Trung tâm An sinh thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển 3.000 túi an sinh đến các quận huyện và thành phố Thủ Đức để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Trong ngày 5 tháng 10, Trung tâm An sinh thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các mặt hàng đồ hộp, thực phẩm thiết yếu do thành phố Hải Phòng hỗ trợ, trị giá ước tính hơn 4 tỷ đồng. Số hàng được nhập kho Liên đoàn Lao động phục vụ đóng combo an sinh. Đồng thời, trong ngày đã chuyển 3.000 túi an sinh tới các quận huyện, thành phố Thủ Đức. Tính từ ngày 4 tháng 8 năm 2021 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hơn 2.200.000 túi an sinh đến 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian tới, Trung tâm An sinh thành phố sẽ tiếp tục chuyển hàng hóa phân phối hỗ trợ. Dự kiến sẽ có 5.000 túi an sinh sẽ được chuyển về Trung tâm An sinh cấp huyện xã để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Hôm nay, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết sau khi được Bộ Y tế phân bổ 200.000 liều vaccine Verocell phòng dịch COVID-19, tỉnh Lâm Đồng đang đồng loạt triển khai tiêm mũi 1 cho người dân các huyện, thành phố trong tỉnh. Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt triển khai tiêm vaccine Verocell phòng dịch COVID-19 mũi 1 cho người dân. Cụ thể, đợt này tiêm mũi 1 cho toàn bộ dân số trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương trong độ tuổi từ 18 đến 59 tuổi. Đối với các huyện và thành phố Bảo Lộc sẽ tiêm mũi 1 cho toàn bộ đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của Chính phủ. Sở Y tế Lâm Đồng lưu ý các đơn vị tiêm chủng trong toàn tỉnh không tiêm vaccine Verocell Sinopharm phòng COVID-19 cho người trên 60 tuổi và phụ nữ mang thai theo chỉ định của vaccine. Phải khám sàng lọc kỹ và chủ động giám sát phản ứng sau tiêm chủng cho người có bệnh nền. Những ngày qua, cùng với việc triển khai thần tốc các hoạt động điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch, tỉnh Hà Nam đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại các địa phương. Tính đến ngày 5 tháng 10, toàn tỉnh Hà Nam có hơn 412.500 lượt người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó gần 39.400 người tiêm mũi 2. Tất cả người dân tiêm vaccine đều được áp dụng đúng quy trình tiêm chủng của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn. Tình hình COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn đang diễn biến phức tạp. Từ ngày 19 tháng 9 đến nay, tỉnh ghi nhận 473 trường hợp mắc COVID-19. Thành phố Phủ Lý có trường hợp mắc cao nhất tỉnh với 317 người. Tiếp đến là huyện Thanh Liêm 96 người, huyện Kim Bảng 39 người. Cùng với việc khẩn trương thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ, Quảng Nam cũng đang triển khai nghị quyết 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và đến nay thì nhiều người lao động đã nhận được hỗ trợ, nhanh chóng ổn định cuộc sống vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Chị Lê Thị Thanh Thúy, công nhân may thuộc khu công nghiệp Tam Thăng cùng các đồng nghiệp vừa được nhận tiền hỗ trợ do bị cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 vì liên quan đến một ca dương tính. Tôi là liên quan tới trường hợp mà F0. Tôi đã đi cách ly 14 ngày. Sau khi làm việc, đi làm việc thì phòng nhân sự đã hỗ trợ và làm thủ tục để tôi nhận tiền hỗ trợ cách ly. Tôi thấy rất là vui. Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ hơn 848 triệu đồng cho 673 trường hợp bị tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương do liên quan đến COVID-19. Ngoài ra, đã có 4 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 121 lao động với số tiền hơn 474 triệu đồng. Sau khi có nghị quyết 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì thành phố Tam Kỳ đã ban hành kế hoạch để triển khai và chúng tôi đã họp để trao đổi cách thức làm sao đảm bảo tính công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng, không trùng đối tượng và tránh cái việc trục lợi trong chính sách này. Thời gian vừa qua thì các địa phương đang rất là tích cực thực hiện cái hỗ trợ theo nghị quyết 68 và cái nghị quyết 45 của Hội đồng Nhân tỉnh. Thì trong quá trình thực hiện thì cũng có một số vướng mắc. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã hướng dẫn, trả lời hướng dẫn các địa phương để tháo gỡ một số cái khó khăn vướng mắc. Việc hỗ trợ kịp thời chế độ cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh theo nghị quyết 68 của Chính phủ và nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã góp phần giải quyết phần nào khó khăn, giúp nhân dân dần ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 270 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Từ nay đến ngày 8 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500mm một đợt, có nơi trên 600mm một đợt. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lũ do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, đơn vị vừa có công văn yêu cầu 5 nhà máy thủy điện gồm Đắc Mi, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương và Sông Chanh vận hành hạ mực nước hồ chứa thủy điện về mực nước đón lũ để chủ động ứng phó với mưa lớn. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa Thủy điện Đắc Mi 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất.
Khi mực nước hồ hạ đến cao trình mực nước đón lũ thấp nhất, vận hành xả bằng lưu lượng nước về hồ. Việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông, ở hạ du hồ chứa. Công ty Thủy điện Sông Chanh chủ động tính toán tổ chức vận hành bảo đảm mực nước hồ Thủy điện Sông Bung 4, A Vương, Sông Chanh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy định tại quy trình 1865. Trong phiên họp thường kỳ mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã quyết định trực tiếp theo dõi chỉ đạo vụ án phá rừng quốc gia Du Già tại xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Đây là vụ án phá rừng gỗ nghiến lớn nhất trong cả nước. Đã có 66 cây gỗ nghiến nhóm 2A bị đốn hạ với khối lượng hơn 700 mét khối và 21 cây gỗ nghiến tại khu vực rừng sản xuất ước khoảng gần 80 mét khối. Trước vụ việc trên, Công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt tạm giam 5 đối tượng, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. 17 học sinh ở xã Triềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã nhập viện cấp cứu sau khi ăn quả hồng châu mọc ven đường. Trong quá trình điều trị thì một em đã tử vong do diễn biến nặng. Khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận 8 trẻ từ 9 đến 13 tuổi, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Theo các bác sĩ, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận các trường hợp ngộ độc khi ăn loại quả dại này. Mấy đã ăn 7 quả rồi. Cái phát hiện lúc đấy là nó bị đau bụng dữ dội, bị nôn. Từ trước đến giờ chưa từng ăn, giờ này là đầu tiên. Khu vực xung quanh nhà mình thì có nhiều quả đấy không ạ? Có. Bố mẹ thường thì có dặn con là không được ăn những cái quả dại như thế đâu. Có, nhưng mà hôm đấy là nhiều đứa chúng nó vui vẻ xong đi chung, dụ nhau đi chung xong đi ăn. Thứ nhất là có vàng da, thứ hai là có gan to, thứ ba là men gan tăng và rối loạn một số chức năng của gan, ví dụ rối loạn chức năng đông máu, giảm albumin máu. Cho nên cái này vẫn là cái suy gan điển hình. Còn cái tiến triển của cái suy gan như thế nào thì chắc chờ theo dõi. Những cái ngộ độc chung thì thường cái suy gan nó xuất hiện ngày thứ 2 đến ngày thứ 3. Sau đến ngày thứ 5, nếu nó qua được giai đoạn đấy thì bệnh nhân sẽ tự phục hồi. Nên bây giờ cái chính của bạn ấy sẽ phải hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là giám sát cái bụng này, xem có diễn biến bụng ngoại khoa nặng lên không. Thứ hai là phải điều chỉnh cái suy gan. Khi nhận được tin báo, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhanh chóng chuẩn bị nguồn lực để tiếp nhận và điều trị. Các bệnh nhi tiếp tục được hỗ trợ chức năng sống, bù dịch, điều chỉnh rối loạn toàn kiềm, trợ gan và làm các xét nghiệm để chuẩn đoán bệnh. Hiện tại tình trạng của cả 8 trẻ đều tạm thời ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn chuyên khoa tim mạch, gan, mật, ngoại, đồng thời làm các xét nghiệm độc tố để phát hiện kịp thời các biến chứng khác của bệnh. Quả hồng châu là một loài quả dại, thì trong đấy nó có rất là nhiều chất, trong đó có cái chất gây độc chính là alkaloid. Nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới cái vấn đề tim mạch, rồi đến các cái biểu hiện của một số các chất khác gây ra tình trạng suy gan, và đứa trẻ có thể chết trong tình trạng trụy tim mạch cũng như là suy gan cấp nặng. Các bác sĩ khuyến cáo các cấp chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của quả hồng châu cũng như các loại quả dại khác, tuyệt đối không ăn thử dù chỉ một lần để tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, gia đình ông Leo Văn Thắng, dân tộc Sán Dìu, thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành, vừa được Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lựa chọn tổ chức điểm đám cưới theo nếp sống văn hóa mới để nhân rộng trên địa bàn huyện. Theo đó, thì đám cưới tại gia đình được diễn ra gọn nhẹ, đơn giản nhưng không kém phần trang trọng, đầm ấm, đặc biệt là phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Những ngày chuẩn bị cho đám cưới con trai, ông Leo Văn Thắng không còn phải lo lắng nhiều về khâu chuẩn bị, mời khách, đặt mâm cỗ. Lễ cưới của đôi bạn trẻ Leo Văn Sơn và Nông Thị Nguyệt diễn ra rất nhanh gọn, chỉ trong một tiếng đồng hồ. Khách mời chỉ có gia đình nội ngoại hai bên, không quá 30 người, với bánh ngọt, hoa quả và 5 mâm cơm gia đình. Đặc biệt, cô dâu chú rể mặc trang phục Sán Dìu, thực hiện nghi thức theo bản sắc văn hóa của dân tộc như trao dâu nhận rể bằng tiếng hát giọng cô. Được sự thống nhất của chính quyền địa phương cho gia đình chúng tôi tổ chức gọn nhẹ, vì cái dịch COVID-19 thì gia đình cũng hưởng ứng là giãn cách, không tổ chức dườm già.
Thực tế, trên địa bàn huyện Lục Ngạn nói chung, xã Kiên Thành nói riêng vẫn tồn tại những đám cưới kéo dài nhiều ngày, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tốn kém tiền bạc thời gian. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mô hình đám cưới văn minh tiết kiệm được huyện Lục Ngạn đẩy mạnh ngay tại cơ sở. Ban chấp hành đoàn xã chúng tôi đã tuyên truyền tới các bạn đoàn viên thanh niên là thực hiện việc cưới văn minh tiết kiệm. Và chúng tôi đã tổ chức các hội nghị rồi cũng như các buổi sinh hoạt tri đoàn thì chúng tôi đều triển khai cái vấn đề này tới các bạn đoàn viên thanh niên ạ. Từ cái mô hình xây dựng được cái chỗ đám cưới thực hiện theo nếp sống văn minh thì tới đây thì ủy ban xã Kiên Thành cũng tiếp tục triển khai và nhân rộng cái mô hình và vừa cưới trong theo nếp sống văn minh và vừa để là làm tốt công tác phòng chống dịch. Mô hình cưới theo nếp sống văn hóa mới của gia đình ông Thắng đã trở thành điểm sáng, nhất là việc vừa kế thừa những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Sán Dìu, lại vừa phù hợp với xu thế xã hội, bảo đảm đúng các quy định tại địa phương. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Căng thẳng ngoại giao Mỹ-Nga tiếp tục leo thang khi các thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ ngày 5 tháng 10 đã kêu gọi Washington cân nhắc trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga nếu như Moscow không cấp tên thị thực cho các nhân viên đại sứ quán Mỹ. Trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden, các thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa cho biết hiện có khoảng 400 nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc ở Mỹ, trong khi chỉ có khoảng 100 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc ở Nga. Các thượng nghị sĩ khẳng định không thể chấp nhận tình trạng bất cân xứng về đại diện ngoại giao hiện nay và Nga phải cấp đủ thị thực để đạt được sự cân bằng số lượng nhân viên ngoại giao của hai nước. Các thượng nghị sĩ Mỹ cho biết nếu Nga không thực hiện thì Mỹ sẽ trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga. Phản ứng trước động thái trên, một quan chức của Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cho rằng bốn thượng nghị sĩ Mỹ rõ ràng muốn tất cả các phái bộ của Mỹ tại Nga phải đóng cửa. Tổng thống Pháp ngày 5 tháng 10 xác nhận ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Rome, Italia, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào cuối tháng 10, nhằm hàn gắn và tiếp tục tiến về phía trước sau rạn nứt liên quan đến thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20. Tôi cho rằng đó là dịp tốt để xem xét cách thức mà chúng tôi có thể hàn gắn. Đó là sự thật và những gì phải thực hiện cùng nhau. Đây là phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi đến dự tiệc tối tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU ở Slovenia. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có chuyến thăm Pháp để hàn gắn mối quan hệ với một trong những đồng minh truyền thống quan trọng nhất tại châu Âu. Niềm tin giữa hai bên đã suy giảm nghiêm trọng sau khi Mỹ khiến Pháp mất hợp đồng mua bán tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ với Australia. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa lên tiếng thừa nhận đã gây ra vụ nổ tại thủ đô Kabul, Afghanistan cách đây 2 ngày, khiến cho ít nhất 12 người thiệt mạng, 32 người bị thương. Và đây được cho là vụ nổ gây nhiều thương vong nhất tại Kabul kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Vụ nổ xảy ra gần lối vào thánh đường Eid Gah. IS xác nhận vụ đánh bom liều chết này là nhằm vào các mục tiêu của Taliban, đồng thời khẳng định sẽ không hòa giải với chính quyền Taliban. Tuy chính quyền Taliban gần như giành được quyền kiểm soát Afghanistan, nhưng các vụ bạo lực, vụ nổ cùng những cuộc đụng độ vẫn liên tiếp xảy ra tại biên giới với Pakistan và phía bắc thủ đô Kabul. Điều này cho thấy sự hiện diện của các phần tử IS sẽ luôn là thách thức lớn mà chính quyền Taliban phải đối mặt trong việc ổn định tình hình tại quốc gia này. Hôm qua, AstraZeneca cho biết đã đệ trình hồ sơ yêu cầu Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp một loại thuốc kháng thể điều trị COVID-19. AstraZeneca cho biết thuốc điều trị COVID-19 của hãng này đạt hiệu quả 77% trong việc ngăn chặn COVID-19 có triệu chứng. Theo AstraZeneca, liệu pháp kháng thể được gọi là AZD7442 cung cấp mức giảm đáng kể về mặt thống kê trong nguy cơ phát triển COVID-19 và có thể cung cấp một biện pháp bảo vệ khác cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương chống lại căn bệnh chết người này, bao gồm cả những người bị suy giảm miễn dịch, không phát triển phản ứng miễn dịch sau khi tiêm vaccine, tăng cường hệ miễn dịch đối với những người đã tiêm vaccine. Theo AstraZeneca, nếu FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại thuốc này, đây sẽ là loại thuốc kháng thể tác dụng kéo dài đầu tiên được chấp thuận để điều trị COVID-19. Hiện Mỹ vẫn chưa cấp phép cho vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo cuộc chiến chống COVID-19 vẫn chưa kết thúc, dù có nhiều quan điểm cho rằng là cuộc chiến này sắp đi tới hồi kết.
WHO cho biết trong tuần qua, cơ quan này đã ghi nhận trên thế giới có 3,1 triệu ca mắc COVID-19 mới và 54.000 trường hợp thiệt mạng, dù con số thực tế có thể cao hơn. WHO cho rằng tình hình hiện nay vẫn khá khó lường bởi chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn sự lây lan của virus. Theo WHO, do cách thức thế giới xử lý khủng hoảng, COVID-19 sẽ không bị loại trừ và vẫn sẽ tồn tại dai dẳng. Theo số liệu thống kê của AFP, kể từ khi bùng phát vào tháng 12 năm 2019 đến nay, đã có ít nhất 4,8 triệu người trên thế giới tử vong do COVID-19. Số ca tử vong hiện nay chủ yếu ở nhóm đối tượng chưa tiêm chủng vaccine. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.